Vâng, Cửa Đâu xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video buổi sáng ngày hôm nay, em Hiếu Minh xin trân trọng được giới thiệu đến toàn thể các bác, cô anh em một lô loa nhưng số lượng không nhiều, nên em cũng xả luôn cho các bác anh em tổng có 8 đôi tất cả. Ở đấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nghĩa trong này có 7 đôi đen, một đôi trắng các bác nhé. Hàng trong tình trạng zin xịn đẹp xuất sắc về vụ anh em. Báo cáo hết, đây là dòng loa mang trên mình thương hiệu của Ý, đó là Poca nhé. Poca rồi, Poca. Các bác ở thấy trên kênh YouTube thì anh em bán dòng này rất nhiều rồi, nhưng cái điều quan trọng hôm nay cái mã dòng full bát 25 mới em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác là ở phân khúc là bát cực kỳ gấu, chép tơi sáng, tiếng bát sâu mà em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác. Anh cũng nhấc cho em một quả loa trắng ra đây, em xem cái xuống này, nhấc đây. Xem nhanh tay nhé, xả lấy lộc cho bác này. Hôm qua rằm rồi, hôm nay là 16, âm là 16. Còn là em xả lấy lộc cho anh em. Model là AK10, công suất là 300W bác nhá. Bát 25 thì công suất rất là lớn, nó gần ngang ngửa với công suất của bát 30. Vì là vì cái bát 25 này là từ tổng bát 30 từ 17, coi 75 không nhá. Coi 75 chép từ 12, 14 ý, coi 53 coi nhá. Báo cáo bác ấy thì với công suất là 300W ở độ trở 8 ohm và giải của dòng này xuống rất là sâu là từ 44 đến 200 bao nhiêu đây? 44 đến 2000 Hz, nghĩa là cái dòng này giải xuống rất là sâu. Bình thường bác để những dòng loa thông thường chỉ xuống khoảng 50-55 thì dòng này xuống 44, thì cái này sẽ thể hiện. Bình thường hôm nay em sẽ làm luôn bài test luôn bác nhá. Ở đây em test ở đấy một cục đẩy chay cho anh em này, được đẩy vào băng cơ thôi. Băng cơ thông thường có với test với con đẩy Crown Maltech 5000VZ, con này là hàng loại 1 Trung Quốc. Và những cặp loa bãi xịn ngày hôm nay em muốn giới thiệu với bác dòng loa thư của Italia. Em sẽ quay vào nội thất để anh cùng xem. Anh Dũng lấy ra một thước này. Thước đây, chân. Đo em kích thước thùng rồi đã. Đo kích thước thùng để bác biết sắt kệ nha. Con này thiết kế thùng cân rất đẹp luôn. Đánh tiếng rất sâu vì thiết kế thùng cân cao bao nhiêu? Đấy bác nhìn nhá. Cao là 50 có nhá, nó gần 52 rồi, ngang là 30 sâu. Con này thiết kế rất là gọn và cái logo về đẹp lắm. Em chưa vệ sinh bao nhiêu này, chỉ bán bụi bẩn thôi. Sâu bao nhiêu? 34. Sâu 35, 34, 35 gọi là cái một phân tính cả căng nữa, tính gọi gần 35 đấy. 50 ba cao sâu năm cao 50 này, ngang 30 này, sâu 35, rất là gọn gàng. Và một đôi loa này có thể chơi được ở không gian từ 30m² đổ lại không nhá, đánh tiếng trống cực kỳ lực đấy. Và em sẽ review nội thất trước khi em đến bài test. Quên một flash rồi, Dũng phụ trợ cho bật cho cái đèn flash lên cái nào, flash là phụ ở đây, đợi anh tí. Anh Dũng đo em kích thước từ ấy. Từ con này là từ 16,5 nha, từ suýt soát 17, gọi là gần 17 nhé. Một tí gọi là 17 rồi. Côn anh đo vào điểm côn này. Côn con này là côn 75 các bác nhé. Côn 75, đấy có lưu cho anh, côn 75. Côn rất là lớn luôn, từ lớn, côn lớn, côn rất là to luôn. Gân nội tẩm dầu 2 lớp. Gông từ sử dụng gông từ nó là 4 gông từ kép các bác nhé. Bát của nó sử dụng là bát sản xuất tại Ý luôn. Anh lật cho anh bát này. Đây. Nhật cái phần của cái ánh bình màu ấy, rút thẳng dây ra. Đây, đúng dọi vào đây tí này, tối quá nhỉ. Quay đây nó không đủ nét, có nhìn đâu. Made Italia, đấy, Italia, Session, Kella, đấy có nhìn đâu. Sự bát là bát của Ý luôn đó nhá. Cái điểm dâu nhện vào đây. Điểm dâu nhện này nó làm cái dâu keo hình miêu tả thế nào nhỉ? Gần như quả roi, nhưng ở đây là cái phần rốn roi, còn ở phần đít roi, gần như quả roi em nhìn đấy. Đấy. Rất đẹp luôn, nó như dòng thiết kế như dòng của DK. Đấy. Nhện này. Một cái dòng những dòng loa xịn bác để từ cái bích từ thôi, úp xuống. Từ cái phần nó họ cắt CNC từ cái phần này. Nó sẽ có 3 via bác nhá, nó cũng 3 via đấy, từ cái từ nó từ tính nó này, nó cắt rất là sắc và ngọt bác nhé. Đấy. Và nhất là củ chép, bát 25 củ chép to chả bá luôn.
Để bác nhìn cục chép em tay cầm tay bác biết rồi đúng không ạ? Chép siêu to luôn, đem rời của bác và cái chép bác nhìn thấy rồi. Chép này là chép 25 nhưng nó sử dụng chép của bác 30 luôn. Anh đo em cái từ chép. Chép nó 12 thôi nhé. 12. Từ 12 thôi nhé. Chép bích từ 12. Và các bác nhìn vào cái côn của nó nữa. Côn chép. Vậy con nào mở nhỉ? Đấy, mở cho em côn chép ra. Côn chép dòng này tiếng cực kỳ sáng và hay. Ví dụ chép của nó là chép biên si. Đấy nhá, chép biên si. Chép của Ý luôn. Chép biên si và củ chép lớn. Cái củ chép bao nhiêu này. Cái củ chép vào cái côn của nó này. Côn của nó côn lâu rồi. Mắt này, để em quệt tay vào đấy. Vậy em mở ra trước quệt tay gọi là như là phấn. Cái côn lâu này, cái tiếng nó ra nó. Các bác nhìn cái dòng loa Lexo bên em đang bán ấy. Bát 25 của PS10 ấy. Thì nó sử dụng côn lâu này. Dòng côn lâu rất sắc nét luôn, trên nha, nó rất khôn. Nhìn ở đây này, bác nhìn này. Nó cái mã của nó trên cái rìa này. Đấy, bao nhiêu? 1725. Côn từ ngay cái phần côn này. Sắc nét cho anh em luôn. Siêu đẹp cho các bác nhé. Bác nhìn thấy phía từ bên trong nhé. Các CC này, bên trong này. Rất chất luôn. Và bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm để bác cùng nghe luôn. Vào việc luôn rồi anh Dũng ơi. Bật em nhảy nhạc lên nào. Ở đây nhá, trước khi test báo cáo bác này. Là ở đây em test có đúng một chiếc loa thôi. Test có đúng một chiếc. Hàng tháo phòng ra nó treo ti ngang. Với bụi bẩn thôi. Còn quan trọng là hàng về đẹp không bể vỡ. Đẹp lắm các bạn, hàng thùng đen. Có một chiếc đôi thùng trắng thôi. Giá báo luôn trong video luôn cho bác nhé. Trước khi em test video này, giá 5 triệu đồng một đôi. Anh em có nhu cầu nhanh tay liên hệ nhé. Giá trên chào bán tại cửa hàng. Rồi anh bật lên cho em phát nào. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau. Không biết hẹn sân sau. Bác hoạt nghe nó tưởng là có xúc chứ không phải đâu ạ. Bao lâm trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn em đặt tên chúng mình. Rất là to, vừa em đang đứng ở ngoài kho nhé, em rất là to nhớ. Một quả thôi, nó đang to, nó phủ này, tiếng sống rất là sâu rồi. Tên của đôi này có thể chơi được tốt ở trung gian tầm khoảng 30m2, 35m2 tầm mái thôi nhé. Hoa nở trên cành mai, biết sân này lại. Đấy bác ơi, cảm nhận tiếng bát xuống cực kỳ sâu. Chính vì sao cái giải xuống nó sâu đây bác nhìn này, giải mới 44Hz. Nghe xuống rất là sâu luôn, sâu rất nhiều các dòng loa khác hiện trường. Và cái điều tiếng hai là tiếng tép tơi sáng vì chủ củ chép lớn, chép của biên si, chép của Ý. Và bát của nó sử dụng bát của Italia, cũng của Ý luôn các bác nhé. Dòng thương hiệu của Italia. Đấy. Thì hôm nay số lượng tổng về em có 8 đôi thôi. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhé. Thì màu trắng, màu đen em bán như nhau, đấy mà rõ rồi. Giá trên là xả cho anh em, lấy lộc. Đấy, anh em có nhu cầu nhanh tay liên hệ đơn vị em. Một đôi loa bát 25, độ phủ rất là rộng, tiếng rất là hay, bát sâu, tép tơi sáng.